Chào tất cả em một thủ nha, để quay trở lại video hôm nay. Video hôm nay là ngày 1 tháng 10 nha em. Đầu tháng chúc anh em có nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay em sẽ lên cho mình một số cần và máy. Thì em có những dòng như là mini nha em, hàng về một số hàng tuyển được nha. Những dòng mini máy, những dòng như là Daiwa và Biomaster. ISO thì em có những dòng như là ISO 4 3 6 nha em. Đến cho mình là 45m4 này. Độ cứng cao nha, khoen lớn khoen nhỏ đầy đủ. Thì hôm nay em có một số cần 2 khúc 3 khúc tuyển nha mình. Những dòng anh em đánh ngâm lăng xê nha. Câu hai chi câu bè này, những dòng như Shimano. Shimano 2 khúc, những dòng chuyên dụng cho đánh biển nha. Đánh biển và những dòng đánh lục. Đánh lục Cozic câu biển được hết này. Này có những dòng như Daiwa 30 4m5 như này. Subcaster. Rất đẹp. Thì phí ship bên em là 30 ngàn một đơn tất cả sản phẩm nha. Anh em nhận hàng vui lòng đồng kiểm trước khi thanh toán giùm em. Thì anh em xem được video nha, thì có như là mình cứ tham khảo giá thị trường đi. Rồi bên em thì bán giá sẽ là mềm hơn cho mình. Anh em cứ tham khảo tất cả giá thị trường nha. Thì giá bên em đã bao gồm là đã chưa bao gồm ship nha. Ship là 30 ngàn một đơn tất cả sản phẩm. Hàng đến thì anh em nhận hàng vui lòng đồng kiểm hết. Thì máy thì em sẽ có cho mình hai con máy trước và sau đó là 22 mẫu cần. Và em chốt đơn liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên em là duy 0923 534 779 cả Zalo và số điện thoại. Rồi con máy đầu tiên, máy số 1 thì em sẽ có cho mình con máy của dòng Daiwa. Con này thì máy phun carbon nha. Những dòng thì nhỏ nhẹ thích hợp cho anh em mình con lua thôi. Lua có ISO này. Con Daiwa rất đẹp nha. Con Daiwa này là Daiwa có dòng là Daiwa Jupiter, size của máy là size 2000T này. Thông số cước như sau. Đây, thông số cước của máy như này. Cước số 2 150m, cước số 3 100m, cước số 4 là 77m cho mình nha. Nó có cước sẵn này. Cước này phải đánh vô tư nha. Con này phun carbon kháng mặn được này. Gạt cước nhạy nha. Những dòng sẽ có là cho mình chỉnh này, chỉnh côn như này, đây chỉnh côn nha, có số hết này, lưỡi gà rất là nhạy, lô cước, cái này những dòng rất là mượt rồi, anh em mua từ hai sản phẩm để hỗ trợ ship cho mình ạ. Rồi con này thì hàng của mình là hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật, Estate 1 chiều, con những dòng thì có độ giặt nha, cực kỳ mượt luôn, tất cả những anh em mình có lô, rồi chốt chặn 2 chiều này, máy rất là mượt nha, những dòng rất là ok rồi. Con máy này có mã số 1, giá của nó là 350 như này, 350.000. Đây qua Jupiter cực kỳ mượt nha. Rồi mã số 2 đối với máy thì em có cho mình là một con máy có dòng Biomaster như này. Biomaster size của máy là size 3.000. Đây, size 3.000, những dòng Bio anh em biết rồi. Nó tầm rất là ngon luôn. Biomaster size 3.000 như này. Những cái dòng là dòng nội địa nha, nội địa Nhật cho mình Japan. Có thể từ phun carbon lô cước đi kèm cho mình lô cước hợp kim. Biomaster size 3.000. Thông số cước cho mình như sau, cước số 2 được 220m, cước số 2.5 185. Cước số 3 150 và cước số 4 100m cho mình. Con này thì có dù nha, có dù sẵn này. Con thì em sẽ để cho mình giá mềm thôi. Những cái dòng thì anh em có tham khảo các shop. Giá các shop bán tầm khoảng từ 1.6 đến 1.8 mình nha. Đây, gạt cước này. Lô cước này, rất là mượt nha. Đưa gà đầy đủ này. Tình trạng của máy thì còn ok, những dòng mà thì sẽ áp cục miếng nhựa sau lưng này. Miếng nhựa này thì nó bị phai một xíu thôi. Cái này anh em thích á thì về mình tháo hết ốc ra. Xong mình về mình thích mình sơn màu gì cũng được nha. Cái này thì là miếng nhựa ngoài thôi. Lâu ngày nó sơn của nó bị phai thôi, không ảnh hưởng gì. Để chất lượng của máy nha, hàng nội địa Nhật Bản, Japan. Tình trạng con này thì rất là đẹp rồi. Những dòng mà chuyên dụng cho anh em nha, câu lưu, câu ISO hay mình có đính ngâm cũng được này. 3.000 thì đa chức năng. Rồi những dòng sẽ có ABS đầy đủ cho mình. Đây, ABS nha, một chiều ạ. Cực kỳ mượt nha, Biomaster rất là mượt rồi. Dạng hàng có cấp pushy cho mình. Thì những dòng này anh em có tham khảo giá thị trường, nó là cho mình tầm khoảng vào cao nha, tầm khoảng 1.8 2 triệu cho mình ạ. Rồi máy rất là mượt nha. Con này thì có mã cho mình là mã số 2. Giá của máy là 1.5 triệu như này, 1.500.000 ạ. Rồi tiếp theo là số cần như em. Những anh em có chiếc cần mini nha. Để thay đổi anh em bỏ cốp xe, ba lô du lịch này. Rồi con cần mini đầu tiên thêm lên mình còn cần tay nha. Cần tay con này chuyên dụng như này mình Rosic. Cần thì có hãng Daiwa như này. Đây, dòng này của Daiwa. Con này thì có 3 chế độ zoom. Độ dài con này là 4.6, zoom 4.9 và zoom 5.3. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, nó sẽ có mã code và tem vàng đầy đủ. Đây con này thì đã thay cái mình cái nắp chụp rồi nha. Mình sẽ báo tình trạng cho mình này. Cái nắp chụp thì mình vẫn thay vẫn xài ok. Đây phôi cần thì còn đẹp nha, carbon. Sóng vân hết. Ok nha. Đây cho mình xem phôi con này, những dòng thì nó có thể là Rosic này. Tình trạng nó nhẹ thôi. Nhẹ và thích hợp cho mình là có đánh chép được nha. Dòng thì cá tầm khoảng được 1 kg đổ lại là nem bo vô tư luôn. Rồi có 3 chế độ zoom nha em. Con này thì ngọn cơ là ngọn 0.9 ly. Đây, 0.9 ly. Càng lóng nó còn đẹp nha. Thì em sẽ báo tình trạng rõ cho mình. Phôi carbon sóng vân. Thì các cái đầu lóng của đó nha, đầu lóng của nó thì có một số đầu lóng nó bị rạn nẻ sơ sơ á. Anh em thích á thì lấy thì em sẽ hỗ trợ cho mình cuốn chỉ. Nói chung là cũng còn đẹp hết, cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Đây, đầu lóng còn ok nè. Phôi carbon sóng vân. Thì có 3 chế độ zoom ạ. Đây chế độ zoom như này. Đây muốn câu 46 thì mình câu ngang đây.
mình muốn câu 4m9 thì dùng cái đó mà ra. Rồi mình muốn câu 5m3 thì dùng lóng mà ra luôn. Lóng nhỏ gọn rất là tiện nha. Có 3 chế độ zoom. Đây, 3 chế độ zoom nha. Con này thì nhẹ, con này thì trọng lượng của nó thì đưa cho mình nha. Con này thì thu gọn của nó chỉ có 46cm thôi. 46cm như này, rất là nhỏ luôn. Con này trọng lượng cần là 140g, mã số 1, giá là 650 nha. Để mình giá là 650.000 ạ. Rồi cần mini mã số 2, anh em có cho mình cái cần mini dạng là cần rút như này. Con này thì là cần đánh máy này. Con thể báo tình trạng cho mình. Tổng thể của cần như thế này. Nó có chế một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Tay cầm bằng cán mút bát vạn Fuji. Thông số cần như sau. Độ dài cần là 2m1, con này hàng Korea xuất thị trường Nhật. Đây cần cho mình là 6 lóng như này của dòng Marine. Độ cứng của nó ra cho mình tầm khoảng 10 đến 15. Thì con này tính theo cần lô rút á thì con này cứng tầm khoảng vào ML như này. ML thì con này còn nguyên bản nha, không hụt. Nó chỉ bị hư cái đồ bu thì nó thay đồ bu cho mình rồi. Thì những cái dòng đồ bu này thì em đã thay rồi nha. Thay đồ bu Fuji luôn nha. Fuji chính hãng cần luôn. Nhưng mà nó khác màu thôi. Con này ngọn là ngọn 1.4 ly, độ cứng tầm khoảng 10 đến 15. Phơi của nó thì còn đẹp nha. Còn nguyên bản như này, không có hao hụt cho mình ạ. Nó chỉ bị thay cái đồ bu nha. Báo tình trạng cho mình. Những cái dòng rất là nhỏ gọn luôn. Khoen bát Fuji hết, hàng Korea xuất Nhật. Này khoen của nó khoen Fuji, xin đá xám, đồ bu Fuji. Rồi con này thì thu gọn cần như này, thu gọn con này chỉ có 45cm cho mình thôi. Này 45cm nha, rất là nhỏ gọn luôn. Mini ạ, con này trọng lượng của nó là 110g, mã số 2, giá là 580 nha, 580.000. Mã số 3 đấy có cho mình một cái cần ISO, con này dạng ISO khoen lớn, chuyên dụng mình đánh ngâm cũng được nè. Đánh ngâm, đánh lăn xê, đánh ISO khoen lớn nha. Con này độ dài cần là 3m, độ cứng là 15, dạng cần xúc của dòng Marine, sẽ có mã code cho mình nè. Bát con này là bát Fuji F6, tình trạng con này thì còn đẹp nha. Con này dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, lỡ xin đã xám hết. Con này hỗ trợ cho mình đồ bu nha. Đồ bu chúng cái này đồ bu của nó là dạng như là phát quang này. Còn bọn đi có thấy cần nha. Ngọn cần đi kèm cho mình có hai khoen chạy này, ba khoen chạy như này. Ngọn cái này kèm cho được ba khoen chạy. Các lóng của nó còn đẹp nha. 3m cứng 15. Khoen bát Fuji hết cho mình này. Đây, không có gì nứt chân nha, khoen rất là đẹp. Đây, tổng thể cần như thế này. Chuyên dụng cho anh em đánh ISO cũng đơn cũng được. Con này trọng lượng của nó chỉ có 170g, mã số 3, giá cần là 500 như này, 500.000 ạ. Rồi mã số 4, ở đây em có cho mình một con cần ISO khoen nhỏ nha, cần ISO carbon. Cần này thì của hãng là hãng Wheel như này, những dòng Wheel thì đa số hàng của đó là hàng liên doanh nha. Hàng China và hàng Korea xuất Nhật cho mình. Cần này có độ dài cần là 4m rưỡi, độ cứng 2. Độ cứng 2 thì vừa, trong cứng 2 thì không cứng không mềm nha. Thuộc dạng cũng là tầm khoảng 3 đến 350h cho mình thôi. Bát Fuji F6 tình trạng còn đẹp, sau gốc thì bị dính keo một xíu thôi. Này, dính keo nha, cái này lau sạch thôi. Rồi khoen của nó là khoen Fuji, con này ngọn cần là ngọn 1.4 ly ạ. Đây, tình trạng của nha, ngọn là ngọn 1.4 ly. Ngọn con này thì đi kèm cho mình là có 3 khoen chạy nha. Lóng cần đẹp này. Hầu như không có xây xước gì lắm cho mình luôn. Rất đẹp như này. Tình trạng con này còn rất ok. Các lóng của nó thì còn đẹp hết nha. Đây thì có xước một xíu sơn thôi, cho khoảng ảnh hưởng đến cần. Khoen bát Fuji 4m5, con này độ cứng là độ cứng 2 cho mình ạ. Rồi khoen bát Fuji, con này ngọn của mình là ngọn 1.4 ly ạ. 1.4 ly nha, dùng cái lóng mình thấy rất là đẹp nha. Khoen là khoen Fuji hết, xước một xíu ở đây thôi. Rồi con này trọng lượng của nó là 200g, mã số 4, giá cần là 600 như này, 600.000. Rồi mã số 5 em có cho mình một cái cần ISO. Con này còn ISO khoen nhỏ nha, cần này cũng hãng là Suzumi luôn. Con này còn đẹp nha, cái tay cầm của nó thì còn nguyên cái siêu chưa bóc này. Còn ni lông như này. Cái cần này cũng dòng Suzumi, dòng Celoc, độ dài cần là 5m3, độ cứng 2. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, nó sẽ có mã code và tem vàng đầy đủ này. Đẹp nha. Con này pad cần pad Fuji F6. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xám luôn. Con này thì ngọn của nó là ngọn 1.7 ly nha. Đây, con này ngọn đôi cho mình 1.7 ly. Cần đi kèm cho mình này có là 4 khoen chạy này, ngọn zin theo cần. Những dòng thì phơi có nó là phơi carbon nha, carbon sóng vân hết ạ. Đây, tổng thể con này rất đẹp nha. Các lóng cùng thì có ok này. Đây, phơi carbon sóng vân. Hàng Korea. Những cái dòng thì bên em hỗ trợ hạ tay nha, cuốn chỉ và lên keo đầy đủ cho mình luôn. Thì em hỗ trợ tay miễn phí cho mình nha. Thì em cọc hoặc chuyển khoản á, thêm cho hỗ trợ hạ tay 5m3, độ cứng 2, những dòng thì hạ tay đánh chép rất là tốt. Tổng thể con này thì có rất là đẹp.
Con này trọng lượng của nó là 290g, mã số cần là mã số 5, giá cần là 700 ạ. 700.000 cho mình. Ơi mã số 6, anh em có cho mình cái ISO khen lớn. Con này thì chuyên dụng cho những cái này mình đánh lục đồ cần, săn hàng này. Con này hạ tay rất là cứng à. Con này có dòng là Pro Mane nha anh em. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 4. Con này hàng Korea, xuất thị trường Nhật, made in Korea. Tổng thể con này rất đẹp này. Hàng Fuji xứ xám. Pack con này là bắt vặn Fuji DPS, tay cầm con này thì được làm nhám nha. Những cái dòng này hạ tay thì độ cứng có thể chơi tầm khoảng 5-6h. Đây, 5-6h nha. Dòng này phôi dày. Có là đánh lục độ cần được, độ cứng 4 thì dạng như là độ cứng cao rồi, ngọn cần thì ngọn 1.8 ly. Phôi là phôi carbon này. Carbon xoắn vân nha. Ngọn đi kèm cho mình là có hai khuyên chạy. Các lóng nó thì còn đẹp này. Carbon xoắn vân hết ạ. Các lóng còn đẹp nha, hàng Korea. Thì những dòng này thì hàng Nhật Bản thì nó có xây xước rồi, tại vì hàng Nhật Bản đã qua sử dụng nha. Thì những cái dòng này thì giá cũng rất là cao, thì em bán từ khoảng 1/3 đến 1/4 giá thôi. Mình cứ tham khảo kỹ để có thể mua giùm em. Rồi Pro Mane ISO khen lớn, bên này vẫn hỗ trợ hạ tay nha. Những dòng thì em sẽ cắt pad hạ tay kỹ cho mình hết. Trọng lượng con này là 440g, mã số 4, mã số 6 nha. Giá con này là 900 ạ. 900.000 cho mình. Giá gốc là 1 triệu nha. Mình sale cho mình 900. Rồi tiếp theo sẽ là một số cần 2 khúc và 3 khúc, chuyên dụng anh em mình câu bè, câu ngâm, câu lăng xê đến biển được hết nha. Đến lục này. Rồi cần ở đây có mã số mình là mã số 7, một con cần 2 khúc. Độ dài còn là 1.8 nha, con dòng Marine. Đây còn rất đẹp nha. Con này 2 khúc. Những dòng thì có thể là câu ngâm. 1.8 còn là độ cứng cao cho mình này. Con này có hãng là Suyumi này. Suyumi Pro Mane. Con này pad đi kèm cho mình là pad Fuji vặn này. Tay cầm một cán bút, dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji hết. Con này dạng là dạng khoen của nó là khoen Fuji như này. Dạng khoen Fuji. Con này ngọn rất là cứng nha, 1.8. Trong thông số ngọn này. Con này ngọn rất là cứng này. Độ cứng của con này ra cho tầm khoảng 80 như này. 80 cho mình ạ, 2 khúc. 18 nha, tầm khoảng 80. Cần rất đẹp nha, của hãng là Suyumi. Thì những cái dòng này đa số là hàng Nhật Bản và hàng Korea cho mình hết nha. Korea xuất thị trường Nhật, hàng liên doanh hết. Này, tổng thể con này rất là đẹp. Thế là mình câu ngâm hoặc câu bè cũng được. Nó có cái chi buộc của Alpha Tackle của hãng Suyumi. Con này ngọn là của nó là ngọn 2.5 ly. Trọng lượng 200g, mã số 7, giá 700 nha nè. 1.8, cứng tầm khoảng vào 80. Rất là cứng luôn. Rồi tiếp theo hôm nay có cho mình một cái cần 2 khúc. Con này dạng là Hechi cô bè nha. Hechi cô bè 2 khúc cho mình này. Cần thì cần carbon. Thì những cái dòng carbon này nha, carbon rod này của hàng nội địa hết. Và có cái tem lửa cho mình. Hàng nội địa và hàng Korea hết ạ. Con này thì cần Hechi, tức là bình cô bè. Độ dài cần là 2m1, độ cứng 20. 20 thì nó vừa thôi. Nói chung là sẽ không cứng, không mềm lắm. Con này ngọn của nó là ngọn đặc, ngọn tháp cho nên. Hechi đa số là ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen Fuji. Đây, khoen của nó là khoen Fuji này, khoen Fuji loại sứ phát quang cái này, hỗ trợ anh em câu bằng đêm tốt hơn. Đây, tình trạng con này thì còn đẹp nha, nguyên bản nguyên zin 2m1 cứng 20. Con này trọng lượng của nó chỉ có là 300g. Ở sau này thì bên Nhật nó đổi cho mình cái khoen nha, cái khoen buộc cho bảo hiểm á. Cái này thì em sẽ để nguyên cho mình luôn. Khoen của nó là khoen Fuji phát quang hết, pad con này pad Fuji F6. Tình trạng thì còn đẹp nguyên, tổng thể rất đẹp nha. Con này trọng lượng của nó là 300g, mã số 8, giá cần là 700 nha. Con này 700 cho mình ạ, 2m1 cứng 20. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ có một con cần Hechi 2 khúc, mã số 9. Con này hàng tuyển như này, của dòng Shimano. Những cái dòng thì anh em biết rồi này, cực kỳ hàng hiếm nha. Cần Shimano 2 khúc, cần Hechi, con này thì độ dài cần là 2m1, để kèm là 2 ngọn nha. 2 ngọn thông số lần lượt như sau, một ngọn là cứng 25 và một ngọn là cứng 30. Đây, tổng thể con này thì còn mới tinh luôn, độ mới trên 90%. Con này hàng nội địa Nhật cho mình, tem vàng đầy đủ. Đây, phơi của nó là phơi carbon xoắn hai da. Ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp nha. Nó sẽ có kèm cho mình một cái giá như này. Một cái tem luôn, cái tem này thì bên Nhật về thì em sẽ để cho mình nha. Còn nguyên. Con này hai ngọn tem, một ngọn của nó là ngọn 2 ly và một ngọn là ngọn 2.5 ly cho mình. Đây, ngọn đặc, ngọn tháp hết ạ. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, ngọn sứ đá xám như này. Khoen Fuji sứ xám này. Phơi carbon xoắn hai da toàn thân. Con này còn mới cứng ạ, 2m1. Hai ngọn, ngọn cứng 25, ngọn cứng 30. Tổng thể cần đẹp nha. Con này thì em cân cho mình là tổng trọng lượng một cúc, một ngọn của nó là 165g, mã số 9, giá là 1 triệu tư như này. 1.400.000 ạ. Rồi mã số 10 ở đây em có cho mình một con cần 2 khúc. Con này cũng dùng là chuyên dụng mình câu bè nha. Câu bè Hechi luôn. Dòng Suyumi, còn thấy rất là chuộng này. Trước em lên một cây giống như vậy luôn. Thì anh em hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay có hàng về lên lại cho mình nha. Cần 2 khúc Hechi, cần có dòng là New Way như này. Con này có độ dài cần là 2m4, độ cứng là 30 đến 50.
hai ngọn kèm nha, một gọi là cứng 30, một gọi là cứng 50 này. Con này dạng hai chi câu bè, câu ngâm, câu lạc xe cũng được. Con này dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji, loại xứ đá xám hết. Fuji xứ xám nha. Ngọn thì những dòng thì ngọn đa số là ngọn đặc, ngọn tháp hết rồi. Con này thì ngọn của nó là ngọn một, ngọn là 1.6 ly và một ngọn là 1.8 ly. Ngọn đặc cho mình hết. Con này hỗ trợ cho mình double full xích chống xoắn này, hai ngọn như này. Ngọn 1.6 ly thì là ngọn cứng 30, cứng 50 là 1.8 ly. Đây, tổng thể con này rất đẹp nha. Thì con này nó quấn cho mình hai cái này á, anh em xài gì thì biết rồi, có thể là mình gắn cái phao, mà cái phao để mà cho nó ban đêm mình thấy á, cái phao bắt quang á, không thích thì mình có thể tháo ra nha, cái này cuốn sơ sài thôi, thì cái này lại bên Nhật về luôn, tình trạng của nó có thể sẽ để vậy cho mình. Rồi con này thì 2m4, cứng 3m50, hàng nội địa Nhật Bản của dòng Suzumi. Con này tổng trọng lượng của cần là một gốc một ngọn của đó là 220g, mã số cần là mã số 10 như này, mã số 10 giá cần là 850 nha, 850.000 cho mình ạ. Thôi mã số 11 em có đấy, cần hai khúc, không cần hai khúc nha, cần hai khúc của dòng Shimano, cần hai khúc của dòng Shimano. Con này hơi cũ cho một xíu, các cái chỗ nước sơn phủ bóng 2K, lưỡi con này bị chóc, thì em sẽ đo tình trạng, báo tình trạng con này nha. Hai khúc cần này của hãng là Shimano, độ dài cần là 2m7, độ cứng là 30. Con này hàng Korea xuất Nhật, có mã code và tem vàng đầy đủ. Con tình trạng con này thì nó bị hụt cho mình nha, bị hụt tầm khoảng vào 6cm nha, tầm 6-7cm cho mình, thì nó được thay đầu bu rồi, nó hụt xuống là thay đầu bu cho mình rồi. Tệm sẽ để cho mình giá rẻ thôi, những cái dòng thì giá tầm khoảng 900 đến 1 triệu nha, tệm sẽ để cho mình giá rẻ hơn. Và tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji 3 chân hết, hiện tại nó còn tầm mình tầm khoảng vào 2m63 nha này, 2m63 nha. Thì các cái chỗ này là nước sơn nha, nước chỗ phủ 2K thì lâu ngày nó bị chóc thôi, không ảnh hưởng gì. Có tem vàng đầy đủ này, có này tay cầm bằng cán mút, phát là bách vạn Fuji Shimano chính hãng luôn. Đây, tổng thể cần như thế này, còn rất là ok, nó bị hụt một xíu thôi nha này, không ảnh hưởng gì chất lượng của cần. Đây, hụt tầm khoảng 37cm. Rồi con này thì có mã số 11, giá em để cho mình là 650 như này, 650.000, trọng lượng là 270g, ngọn 2.4 ly ạ. Rồi tiếp theo em có một con cần hai khúc. Con cần hai khúc này thì nó độ dài cần 2m7 nha. Cần này của hãng là Ryobi như này. Cần của hãng Ryobi. Cần hai khúc, độ dài con này là 2m7 của hãng Ryobi, thì thông số nó hơi bị mờ cho mình rồi. Có này độ cứng cần là độ cứng 30 nha, độ cứng 30. Độ cứng 30 thì ngọn cần là ngọn nhỏ thôi, ngọn cần là ngọn đặt, ngọn tháp cho mình này. Đây, khúc tháp như này, khúc tháp cho mình. Con này ngọn cần là ngọn 1.8 ly, thì con này còn nguyên như này, nó không bị hao hụt cho mình. Nói chung là đủ 2m7 luôn, cứng 30. Thì 30 thích là mình đánh cảm giác thôi. Tất cả dàn khoen con là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xám. Tình trạng con này cũng hơi cũ cho mình một xíu nha. Thì hàng có xây xước sơn này, 2m7, tay cầm bằng cán gỗ, bách vạn Fuji chữ vàng. Còn tay cầm gốc của nó là tay cầm bằng cán mút nha. Đây, tay cầm bằng cán mút này. Tổng thể con này thì còn rất là ok, tức là tình trạng của nó tầm khoảng 85%, thì em sẽ để mình giá rẻ thôi. Thì con này được thay cái đầu bu nha, đầu bu Fuji xứ xám, còn tất cả dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji xứ xám màu đen, còn đầu bu trắng nha. Đây, tổng thể con này như thế này, 2m7 cứng 30, thế là mình câu cảm giác thôi. Đây. Rồi con này thì trọng lượng của nó tương đối nhẹ nha, chỉ có 210g, mã số 12, giá con này là 600 nha, 600.000 cho mình thôi ạ. Rồi mã số 13 đem có cho mình cũng cần 3 khúc nha. Con này chuyên dụng như này, mình đánh chim, đánh tra này, đánh độ cứng cao nha. Thì những dòng độ cứng cao 80 thì nó hỏi rất là nhiều. Cần 3 khúc, cần này có độ dài cần là 3m6, độ cứng 80, cần này có hãng Navigator. Con này hàng nội địa nha này, nội địa Nhật cho mình, tem vàng. Con này có mã số cho mình là mã số 13. Đây, con này phôi rất đẹp nha, còn mới tinh luôn. Rồi con này thì độ cứng của nó là độ cứng 80, ngọn con này em đo cho mình là ngọn 2.7 ly. Con này hỗ trợ cho mình đầu bu full xích này, chống xoắn. Còn tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xám 3 chân hết này. Xứ đá 3 chân nha. Phôi còn đẹp, mới tinh luôn, còn mới cứng nha. Tem vàng đầy đủ, hầu như không có xây xước gì luôn. Tay cầm con này bằng cán mút, phái con này bách vạn Fuji chữ vàng. Còn dưới gốc này nó là tay bằng cán bừng luôn nha. Là cán bừng, cán mút cho mình luôn này. Tổng thể con này rất là đẹp luôn. 36 độ cứng 80. Thì những cái dòng là khoen Fuji xứ xám như này. Navigator thì hàng nội địa hết, nó sẽ không có xuất ở thị trường nào hết, không có liên doanh như này. Rồi con này thì có mã số cần là mã số 13, trọng lượng của nó là 350g, ngọn 2.7 ly. Giá của nó là 1.2 ạ, 1.200.000. Navigator 36 cứng 80. Tiếp theo đem có cho mình con cần hai khúc. Người hai khúc nha, chuyên dụng để ngâm lăn xe, đánh chép này. Con này cực kỳ cứng nha này. Cần hai khúc cần này của hãng Wheel nha này. Hãng Wheel, con này hàng China xuất hàng Korea xuất thị trường Nhật. Độ dài cần là 2m4, độ cứng AX 2m4 đi kèm cho mình là hai khúc nha. Đây, hàng Korea xuất Nhật. Thì con này độ cứng rất là cao. Em cho mình xem và test ngọn nha. Có thì ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Tình trạng của nó thì còn nguyên bản nguyên zin,
tất cả dàn khoen của nó đều dàn khoen full set hết ạ. Dàn khoen full set như này. Đây con này ngọn của nó thì ngọn cứng nha. Ngọn con này độ cứng của nó rơi trong tầm khoảng 80 nha này. Đây. Ngọn cứng tầm khoảng 80 nha. Rất là cứng. Thì con này đánh tra đánh chim cho mình cũng được nè, tay cầm bằng cán mút, bắt là bắt vặn Fuji DPS luôn. 2m4, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 80. Ngọn thì ngọn nhỏ thôi, ngọn con này dạng ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn 1.8 ly nhưng cực kỳ cứng nha. Tất cả dàn khoen nữa là khoen full sheet hết. Hàng Korea xuất Nhật. Đây, tổng thể con này rất đẹp nha. Hầu như không có xây xước gì lắm luôn. Rồi con này thì trọng lượng của nó tương đối nhẹ thôi, chỉ có 260 g, mã số 14, giá con này là 800 nha này, 800 ngàn cho mình ạ. Những cái dòng này anh em có tham khảo nha. À, thì giá bán cho mình là giá sát thị trường rồi. Rồi tiếp theo em có cho mình con cần 3 khúc. Con cần 3 khúc của dòng là Navigator Carbon. Đây nội địa Nhật cho mình nha. Thông số cần như sau. Cần này có dòng Navigator Carbon, độ dài con này là 3m3, độ cứng 50 nha này. Độ cứng 50. 50 thì nó vừa, chuyên dụng cho đánh chép này, đánh ngầm đang xe cũng được. Có đèn ngọn em đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Con này hỗ trợ cho mình độ bu full sheet chống xoắn. Còn tất cả dàn khoen của gần là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Đây tổng thể con cần rất đẹp nha. Phôi của nó là phôi carbon. Nước sơn màu trắng, 3m3 cứng 50, Navigator. Rồi tay cầm con này thì bằng cán mút và cán con này là cán của nó là cán gỗ luôn nha. À nhầm, cán bần như này, cán bần và tay cầm là cán bần luôn. Pad con này là pad vặn Fuji DPS. Đây, ba khúc như này. Ba khúc chuyên dụng để ngâm lăn xe đến chép được cho mình này. Đây tổng thể con này rất đẹp nha. 3m3 cứng 50, Navigator. Con này trọng lượng của nó là 300g, mã số cần là mã số 15, giá cần là 1 triệu như này. Giá con này cho mình là 1 triệu ạ. Rất đẹp nha. Rồi mã số 16 đem có cho mình một con cần 2 khúc. Con này thì độ dài cần là 3m nha. Đây, con cần 2 khúc. Con rất là đẹp. Cần 2 khúc carbon, con này có độ dài cần là 3m. Còn này có dòng là Mada như này. Mada. Con này thông số thì nó ghi sẵn cho mình ở đây. Bên Nhật như này. Hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Con này thì độ dài cần là 3m, con này ngọn của nó là ngọn 1.8 ly. Đây, ngọn 1.8 ly. Tất cả dàn khoen nó là dàn khoen full sheet đây này, độ bu sheet chống xoắn. Có cái độ cứng của cần nó chưa tầm khoảng 350 nha. 350. Con nước sơn rất là đẹp và tất cả dàn khoen cần là dàn khoen sheet hết. Con này còn mới cứng nha. Đây. Khoen sheet cho mình hết này. Tổng thể của cần rất là đẹp luôn. Những dòng thì có thể là đánh ngâm, đánh xe, đánh chép cho mình được hết. Hai khúc tay cầm bằng cán mút pad vặn Fuji. Đây tổng thể rất đẹp như này. 3m cứng tầm khoảng từ 50 đến 50 thôi. Con này cứng tầm khoảng 50 cho mình. Tất cả dàn khoen là khoen full sheet hết. 3m cho mình ạ. Con này ngọn đo cho mình là ngọn 1.8 ly, độ dài cần là 3m, trọng lượng con này là 290 g, mã số 16, giá cần là 1 triệu 1 nha. 1 triệu 100 ngàn cho mình ạ. Đây tổng thể rất đẹp nha. Tất cả dàn khoen đều khoen sheet. Rồi tiếp theo em sẽ lên một con cần 3 khúc như này. Con này thì hai khúc hai ngọn. Con này chuyên dụng cho anh em đánh tra đánh chim này, có thể là đánh biển được nha. Độ cứng rất là cao. Rồi thông số cần như sau, cần này của hãng là Suzumi, cần này có mã số 17. Cần này có độ dài cần là 2m7 như này, 2m7 của dòng Suzumi Marine Chio này. Đây, ngọn cực kỳ lớn. Đây thông số của hai ngọn cần như sau. Một ngọn đi kèm cho mình là độ cứng từ 60 đến 80, một ngọn là cứng từ 100 đến 120. Những dòng thì đánh tra đến chim đến biển được nha. Tay cầm bằng cán mút. Bái còn lại bắt vặn Fuji DPS. Tất cả dàn khoen cần là dàn khoen Fuji ba chân hết. Có đi kèm cho mình là hai ngọn kèm, hai ngọn rất là lớn nha. Một ngọn là cứng từ 80 thì ngọn 3.3 ly, còn một ngọn là cứng 120 cho mình nha, thì ngọn nó 5 ly như này. Ngọn cái là ngọn 5 ly nha. Đây. Ngọn rất là lớn. Cần thì hỗ trợ cho mình đồ bu full sheet hết này, đồ bu sheet chống xoắn, có tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji hết. Hai ngọn thì không khác gì hai cần rồi. Anh em có thể là một ngọn đánh tra đánh chim, đánh bạo lực nha, một ngọn thì mình ngâm lăn xe vừa cũng được. Đây, dòng Suzumi nội địa Nhật như này. Cái là cần carbon. Rồi con thì thông số cần em cần được cho mình một ngọn một gốc của nó là 350 g thôi. Một ngọn là 3.5 ly và một ngọn 5 ly. Độ cứng lần lượt cho mình là từ 60 đến 120. Con này có mã số cho mình là mã số 17. Giá cần là 1 triệu rưỡi như này. 1 triệu 500 ngàn ạ. Đây, tổng thể rất đẹp nha. Còn mới cứng luôn. Rồi tiếp theo em có cho mình con cần 2 khúc. Chuyên dụng đánh ngâm lăng xe. Cần của hãng là Shimano như này. Dòng Shimano này 2 khúc. Cần này có độ dài cần là 2m4 như này. Của dòng là Shimano Hipower Super. Con này thì phơi cần là phơi carbon xoắn hay da hết. Ngọn có đây là ngọn đặc ngọn tháp nha. Ngọn đặt ngọn tháp. Con này ngọn đo cho mình là ngọn 2.7 ly. Đây ngọn cần là ngọn đặt ngọn tháp ngọn 2.7 ly. Con này độ cứng cao nha. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 180. 80 như này. Chuyên dụng đánh tra đánh chim đánh chép được hết này. Khoen là khoen Fuji hết. Ba chân loại xi đá xám. Còn phôi carbon xoắn vân. Xoắn hai da nha. Đây, xoắn gần hết cho mình này. Pad vặn là pad vặn Fuji DPS. Tổng thể con này thì còn nguyên bản nguyên zin.
không hao hụt, không có xây xước gì lắm luôn. Hàng nội địa Nhật cho mình sẽ có cái tem vàng đầy đủ, 2m4 độ cứng tầm khoảng 80, Tsuyumi, ngọn tháp ngọn đặc nha. Con này thì trọng lượng của nó là 290g, mã số 18, giá cần là 1.200.000 này, 1.200.000, 2m4. Rồi mã số 19 anh em có cho mình con cần hai khúc, con này chuyên dụng để đánh biển như này, đánh biển bạo lực này. Cần hai khúc cái này của hãng là Tsuyumi, Order Spoil nha này. Cần hai khúc của dòng Tsuyumi, cái này có độ dài cần là 2m4, độ cứng là 150, cần carbon nha. Những dòng thì nội địa Nhật cho mình hết, có tem vàng này, độ cứng 150, 2m4. Con này dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, khoen biển như này, khoen biển loại xe đá 6m. Tổng thể con này rất là đẹp, còn mới tinh luôn. Con này ngọn cần là ngọn 3.8 ly. Đây, ngọn con này là ngọn 3.8 ly. Tất cả dàn khoen là khoen Fuji hết, khoen Fuji biển như này. Phôi cạch và xoắn hai da, chuyên dụng cho anh em đánh biển, đánh máy điện, đánh bạo lực, đánh tra cũng được này, đánh cá lớn nha, tại cá rất là lớn. Con này thì bác có một cái dây buộc bảo hiểm đầy đủ này, dòng Tsuyumi. Thì những cái dòng này thì anh em có tham khảo thị trường giá tầm khoảng từ 1.600.000 đến 1.800.000 như này. 1.800.000 cho mình, thì con này để cho mình giá 1.600.000 nha. Mã số 19 giá còn là 1.600.000. Trọng lượng của nó là 440g, ngọn 3.8 ly, 2m4 cứng 150. Tsuyumi hàng nội địa nha. Rồi tiếp theo em có cho mình con cần hay con cần cắm gốc như này. Cắm gốc này con này chuyên dụng câu rít nha. Câu rít này. Câu rít câu biển, con này dạng cắm gốc. Cho mình xem kỹ hơn về cần. Để cắm gốc như này. Cần cắm gốc câu rít câu biển, con này thì của hãng là Alpha Tech Co như này. Đây, cần này của hãng là Alpha Tech Co. Đây, cần của hãng Alpha Tech Co. Cái này thì độ dài của nó là 2m3, độ cứng 50 như này. Thì những cái dòng mà thì đa số là hàng liên doanh. Hàng này là hàng của Cora xuất thị trường Nhật. Dàn khoen của nó là dàn khoen full sheet thế này. Đây, dàn khoen full sheet 3 chân hết. Có cái độ cứng 50 thì nó cũng vừa, nó cũng tự cứng tầm khoảng M á, tính theo cần lưu cần sheet câu biển á. Đây, tất cả dàn khoen đều khoen sheet. Con này ngọn của nó là bu sheet chống xoắn luôn này. Đây, tất cả dàn khoen đều khoen sheet như này. Đây, tổng thể con này thì còn nguyên bản nguyên zin. Thì con này vẫn là một dạng như là dài nha. Em vào đóng nước và tính là ship cho mình là 30.000 một đơn thôi. Thì ship có tầm khoảng 570.000 thì bao nhiêu thì em sẽ bù cho mình ạ. Đây, cần cắm gốc cho này. Tay cần bằng cán bút. Thì con này câu zip câu biển, trọng lượng cũng nhẹ thôi. Cần này có trọng lượng của cần là 360g, mã số là 20, giá cần là 1.200.000 này. 1.200.000. Cần câu zip câu biển của dòng Alpha Tackle 2m3, độ cứng là 50. Rồi mã số 21 các em có cho mình cần câu biển nha. Con này một khúc câu biển cực kỳ bạo lực này. Con độ rất là cao nha. Đây rất là cứng như này. Cứng ngắc không? Con này cứng tầm khoảng vào 2-3-400 á. Con là cần cắm gốc à, cần một khúc như này. Nhầm, cần bấm gốc, cần này thì tay cầm bằng cán mút. Cán mút thì nó sẽ nhẹ hơn. Bắt vạn Fuji. Thông số cần như sau. Cần cắm gốc cần này thì một khúc, độ dài con này là 1m98. Xong mà heavy, heavy là cứng tầm khoảng hát như này. Trong medium heavy là hát cho mình. Thông số tải cá cho mình là từ 30 đến 50 lp này. Cực kỳ tải tốt nha. Độ dài con này 1m98. Thì những cái dòng mà là hàng liên doanh, đa số là hàng của là Cora xuất thị trường Nhật nha. Đây, bắt là bắt vạn Fuji, tay cầm bằng cán mút. Con này cực kỳ cứng cho mình luôn. Rồi dàn khoen của nó đều là dàn khoen Fuji, khoen đồng sống như này. Khoen Fuji, khoen đồng sống này. Đây. Khoen xít hết. Còn tên này thì là khoen của nó là khoen inox nha. Còn cần trên này là khoen inox. Nó có kèm cho mình là 4 cái khoen, khoen đề 3 là khoen đồng sống, khoen xít. Còn 3 khoen của nó đều là khoen inox này. Inox zin như này. Cái này cần zin nha, không có làm lại cho mình. Còn đầu bu nó là bu lớn này, đầu bu Fuji xám. Con này ngọn cực kỳ lớn này, em nhìn ngọn không? Ngọn cực kỳ lớn luôn. Con này ngọn đo cho mình là ngọn 7 ly. 7 ly nha. Này, bạo lực nha, đánh trên biển đánh thuyền cũng được này. Một khúc. Thì con này 1m98, tầm khoảng 2m, em vẫn tính được ship là 30.000 thôi. Rất là cứng. Rồi con này trọng lượng của nó là 660g, mã số 21, giá là 1.200.000 nha anh em. Ngọn 7 ly. Độ dài cần là 1m98, tầm khoảng 2m nha. Cực kỳ cứng, bạo lực nha. Cứng nếu tính theo cần mà cần 2 khúc 3 khúc á thì con này cứng tầm khoảng vào 300 nha mình nha, 300-400 nha mình luôn. Rồi cuối cùng ở đây em có cho mình cần lục 3-4 khúc nha này. Con cần lục 4 khúc của dòng đây qua. Đây, rất đẹp nha. Cần lục 4 khúc của dòng đây qua, cần này thì độ dài cần là 4m rưỡi, đi kèm cho là 4 khúc dòng súp cutter độ cứng 30, nó tầm khoảng vào CS như này. CS cần carbon quicker. Những cái dòng thì nội địa Nhật thì mình hết sẽ có tem vàng. Đây. Gốc còn đẹp nha. Thì những cái gốc ở sau này thì nó có mất, nó mất một cái miếng cao su ở đây nha. Cao su này thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Em về kiếm gì chắc vào cũng được. Con này thì nó tay cầm của nó thì quấn nha, nó quấn chỉ đây này mình cầm chắc tay á thì bên Nhật về. Cái chỗ này không đủ nhám thì bên Nhật nó quấn lại thôi. Phôi là phôi carbon xoắn hai da,
dàn khoen đó là dàn khoen full xích nha, đây dàn khoen full xích hết. Còn đây kèm cho mình là 4 khoen và một khoen đề ba là khoen gập này. Thì khoen đề ba nó bị Nhật đã cuốn chỉ lại rồi, còn tất cả những khoen đó là khoen zin hết này, cuốn chỉ lại nha, bên Nhật nha này. Thì hàng này hàng về có sao bảo vệ cho mình, double full xích, còn tất cả những lóng của nó đều có đóng CB chống nổ hết. Đây carbon quicker, ui dòng đây qua chính hãng luôn, con này không hao hụt, không có xây xước gì lắm này. Phôi carbon xoắn hai da đây, cuốn chỉ như này, cuốn chỉ quen đề ba. Anh em thích thì em sẽ quay keo lại cho mình thôi. Bát con này bát vàng full, bát gập full GF7. Thì những cái dòng này anh em có tham khảo thị trường, các shop nó bán tầm khoảng từ 3 triệu đến 3 triệu 2 như này. 3 triệu đến 3 triệu 2 một cây. Súp cutter 4,5 m, 4 khúc. Con rất là nhẹ nha. Thì con này trọng lượng của nó rất là nhẹ luôn, chỉ có 380 g thôi. Mã số còn là mã số 22, ngọn 2.6 ly. Giá em bán cho mình là 2 triệu 8 như này, 2 triệu 8 thôi. Khoen xích hết. Chuyên dụng cho anh em đánh lục nha, tầm khoảng từ 30 đến 35 m độ lại này. 4 khúc rất là gọn nha. 4,5 m, 4 khúc là 3 khúc nó dài, 4 khúc rất là gọn cho mình luôn. Đây, súp cutter 4,5 m x 30. Rồi tổng thể ở đây em có cho mình là 22 mẫu cần và hai con máy như này. Thì anh em ưng mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại nha. Đầu tiên anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ tốt cho mình. Thì anh em xem video nha, mình có thể tham khảo giá thị trường hoặc là xem giải trí như này. Thì cho em một lượt đăng ký bật thông báo để những video tiếp theo em lên á, thì hai bên mình sẽ nhận video thấp nhất. Hàng bên từ phía rất là nhiều, em sẽ lên luôn chuyển cho mình nha. Một ngày một đến hai video ạ. Rồi chúc anh em một ngày đầu tháng vui vẻ nha, câu thật nhiều cá và nhiều sức khỏe này. Chào tạm biệt tất cả anh em ạ.